Thưa quý vị, bị truy nã đặc biệt về tội giết người, Trần Thị Huyền sinh năm 1965, trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đã bị Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ sau 21 năm lẩn trốn. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định của pháp luật. Theo nội dung vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2002, do bị chồng đánh mắng vì tội đi đánh bạc, Huyền đã mang theo một ca axit vào phòng ngủ và tạt vào mặt của chồng mình rồi bỏ chạy. Sau khi biết chồng đã tử vong nên Huyền đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, Huyền đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Krông Nô, huyện Lắk. Sau một giờ truy xét dấu vết của các đối tượng nghi vấn, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra vào tối ngày 27 tháng 5 năm 2023 tại địa phận thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Đó là Tạ Duy Huân, Nguyễn Bá Sa cùng chú tại Hà Nội, Tẩn Láo Lả, chú huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, ba đối tượng đặt xe taxi biển kiểm soát 24A00065 của anh Phạm Minh Quân là lái xe đi từ thành phố Lào Cai lên cửa khẩu quốc tế Kim Thành hướng đi huyện Bát Sát. Đến đoạn đường thuộc địa phận thôn An Quang, xã Quang Kim, ba đối tượng đã hành hung và dùng dao khống chế cướp của anh Quân 8 triệu đồng. Tại tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Hiền, Trần Khắc Thế Anh và Lê Quang Điệp cùng tạm trú tại thành phố Phan Thiết. Cơ quan điều tra xác định hành vi Nguyễn Văn Hiền, Trần Khắc Thế Anh và Lê Quang Điệp cho nạn nhân vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất từ 26 đến 38% một tháng và thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc một đối tượng bán hàng rong dùng dao đuổi chém làm một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương nặng, vào chiều ngày hôm nay 28 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 5, tổ công tác của Công an thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, Kiên Giang tiến hành thực hiện việc giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các trường hợp mua bán, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn. Khi đến khu vực chợ thuộc khu phố 2 thì phát hiện Danh Dương có hành vi dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nên tiến hành lập biên bản và tạm giữ một cây cân đồng hồ, một loa cầm tay, nhưng Dương không chấp hành, ký biên bản. Dương chạy về nhà lấy hai cây dao đứng chờ, thấy tổ công tác đi ngang qua, Dương dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm. Tổ công tác dừng xe lại thì ngay lập tức Dương cầm hai cây dao chạy đến, bất ngờ chém quyết liệt và liên tiếp làm một đồng chí phó trưởng công an thị trấn và hai bảo vệ dân phố bị thương phải nhập viện điều trị. Trong lúc bị khống chế, Danh Dương cũng bị thương nhập viện điều trị. Đây là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng chưa được xóa án tích thì lại tái phạm. Liên quan đến vụ cháy xe bán tải trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vào trưa ngày hôm nay 28 tháng 5 khiến người tài xế tử vong. Chiều cùng ngày, trưởng công an huyện Đức Trọng cho biết nguyên nhân xe tải biển kiểm soát 49C31242 bốc cháy khiến tài xế là anh Hồ Sĩ Đại, sinh năm 1977, tử vong là do nạn nhân tự tử. Theo điều tra ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, trưa ngày 28 tháng 5, khi phát hiện chị Hồ Thị Xuân sinh năm 1983 là em vợ của Đại đi dự đám cưới tại một nhà hàng ở xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Đại đã thuê một xe bán tải ở thị trấn Liên Nghĩa rồi lái đi mua hai can xăng, bỏ lên xe đi tìm chị Xuân nhằm tông chết. Khi thấy chị Xuân vừa xuống xe để đi vào tiệc cưới, Đại lái xe từ phía sau, tông trực diện vào chị Xuân khiến nạn nhân văng lên capo xe. Ngay lúc đó, Đại đã chạy vào cabin khóa cửa, đổ xăng, dùng bật lửa châm đốt xe nhằm mục đích tự tử. Hậu quả, Đại tử vong tại chỗ. Chiếc xe bán tải cháy rụi, chị Xuân hiện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trong lúc đốt thực bì rừng, một người dân ở thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị chết ngạt.
Chiều tối ngày 25 tháng 5, chị Phạm Thị Thùy, 38 tuổi, cùng mẹ ruột là bà Phạm Thị Măng ở thôn Măng Lùng đi dọn thực bì, sau đó đốt rẫy để chuẩn bị đất trồng vụ keo mới. Trong lúc đốt rẫy keo của gia đình, bất ngờ gặp luồng gió lớn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy sang rẫy keo bên cạnh. Do khói bao trùm mù mịt khiến chị Thùy kiệt sức, ngạt khói, ngất tại chỗ. Chị Thùy được bà Măng và người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong. Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Ba Tơ, hai vợ chồng đi đốt rẫy, dọn thực bì, dẫn đến người chồng chết ngạt. Vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của gần 1.300 người. Tình huống giả định, xe khách 30 chỗ đang lưu thông trong đường hầm sông Sài Gòn thì gặp sự cố bị tắt máy đột ngột, không di chuyển được. Do bất ngờ, nhiều xe ô tô và xe máy không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào đuôi xe khách, gây ra tai nạn liên hoàn khiến nhiều xe bốc cháy. Một số người bị thương gây ủng tắc qua hầm. Nhận tin báo, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đơn vị nghiệp vụ, nhân lực, thiết bị, phương tiện hiện đại để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cuộc diễn tập lần này nó sẽ tạo cho cơ sở một cái nhận biết cũng như là công tác phối hợp với các lực lượng khi tham gia xử lý các sự cố bên trong đường hầm. Đường hầm sông Sài Gòn được đưa vào sử dụng đã thể hiện rõ tầm quan trọng, bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Là công trình trọng điểm kết nối một trong những tuyến giao thông huyết mạch giữa đô thị cũ với khu đô thị mới phía đông thành phố và giữa các tỉnh miền Đông Nam Bộ với miền Tây Nam Bộ. Việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành công đã góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, chủ động thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Qua buổi thực tập hôm nay thì các đơn vị cũng đã phối hợp một cách đồng bộ, thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ của phương án đề ra, đã tổ chức chữa cháy một cách nhịp nhàng, hiệu quả, và đồng thời trong quá trình diễn tập thì cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện. Đường hầm sông Sài Gòn được xem là đường hầm hiện đại nhất Đông Nam Á. Mỗi ngày có trên 40.000 lượt xe ô tô và 200.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua hầm. Với lưu lượng và mật độ giao thông này, nguy cơ xảy ra tai nạn va chạm giao thông và có thể dẫn đến cháy nổ là rất lớn. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho công trình này đòi hỏi phải thường xuyên được quan tâm đặc biệt, trong đó có công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương trên cả nước thì hiện Hà Nội đang huy động tổng lực các nguồn lực, thiết bị và triển khai giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố. Bằng những cách làm hay thì hiện nhiều xã phường và đã có một quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã về đích thành công trong công tác phủ sóng 100% việc cấp căn cước công dân gắn chip. Việc nhân rộng những cách thức hay như vậy là chìa khóa quan trọng để Hà Nội hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip trong thời gian tới. Là xã khó khăn nhất của huyện Phúc Thọ, tại Vân Hà, trong thời gian đầu khi triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn xã, cũng đã gặp không ít những hạn chế. Địa bàn nông thôn nên là cái về công nghệ thông tin, nhiều cái là còn rất là hạn chế. Các nhân dân thì thuần nông, vì vậy là công tác tuyên truyền cũng phải đặt lên hàng đầu, làm sao nhân dân có thể hiểu được cái ý nghĩa tầm quan trọng cũng như cái tính ưu việt của cái căn cước công dân này. Chúng tôi từ tuyên truyền từ trên đài truyền thanh, tuyên truyền gặp các tổ lưu động, thành lập tổ lưu động để tuyên truyền đến các ngõ xóm và giao cho các tổ của ví dụ Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Đoàn thanh niên là tuyên truyền đến hội viên của mình để làm sao thực hiện cái đề án 06 tuyệt đỉnh để không có hội viên nào mà không đạt được tham gia. Từ việc xác định được điểm mấu chốt, tổ công tác đề án 06 của xã Vân Hà đã huy động lực lượng xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Với phương thức mưa dầm thấm lâu, mỗi người dân đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền cho người thân, gia đình thực hiện làm căn cước công dân gắn chip. Sự đồng thuận của nhân dân đã giúp Vân Hà là xã đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân với 1.760 trường hợp. Đặc biệt là phối hợp với các đoàn thanh niên để đi đến từng nhà vận động, thế rồi có thể đưa đón các cái đối tượng mà trong diện cấp căn cước công dân để đi lại khó khăn hoặc là không có phương tiện đến các nơi để cấp căn cước công dân. Tây Hồ hiện là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội đã cán đích khi hoàn thành việc thu nhận 122.569 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Bên cạnh những trường hợp đang sinh sống trên địa bàn, có gần 500 trường hợp các tổ công tác của công an quận phải đi đến tận nơi để cấp lưu động.
Trong đó, việc rà soát các trường hợp công dân Tây Hồ đang tạm trú tại 27 tỉnh thành phố chưa có căn cước công dân gắn chip đặt ra nhiều thách thức. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng sự đoàn kết là yếu tố then chốt làm nên sự thành công này của lực lượng công an quận Tây Hồ. Lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nêu rất rõ cái đề án 06 này phải làm bằng cái quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời với nó đấy là phải làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Thứ hai nữa đấy là thì giám đốc công an thành phố đã nêu rất rõ mỗi người cán bộ chiến sĩ công an của thành phố Hà Nội đều phải quán triệt một cái nguyên tắc, mọi việc thì nỗ lực phải cao, quyết tâm phải lớn và hành động phải quyết liệt. Là cán bộ chiến sĩ công an quận nhận thức như vậy và làm việc với tinh thần như vậy. Thống kê hiện Hà Nội đã có trên 40 xã phường về đích trong chỉ tiêu cấp căn cước công dân. Một số quận huyện như Sơn Tây, Long Biên, Hà Đông cũng đang tiệm cận việc hoàn thành chỉ tiêu này. Và hiện tổng số còn phải thu nhận vào khoảng hơn 50.000 trường hợp. Rõ ràng, những bài học thành công của các đơn vị đã về đích là cơ sở để công an thành phố đẩy nhanh tiến độ để kịp thời về đích trước ngày 30 tháng 6. Đối với tất cả những nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn, thông qua việc tổng rà soát đấy thì chúng tôi sẽ xác định cụ thể những trường hợp mà đã có căn cước công dân 12 số nhưng chưa gắn chip thì sẽ vận động người dân đi làm. Đối với trường hợp mà chứng minh nhân chín số chưa được đổi thì chúng tôi cũng vận động, đặc biệt là đối với trường hợp mà chuyển khẩu mới từ các tỉnh về Hà Nội khi chưa được cấp căn cước công dân thì chúng tôi cũng sẽ vận động. Hiện công an thành phố Hà Nội đang huy động khoảng 8.000 cán bộ chiến sĩ thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó quán triệt phải tránh hình thức, không chạy theo chỉ tiêu. Đơn vị nào không hoàn thành sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Thưa quý vị, sinh ra, lớn lên tại địa phương, thông thuộc địa bàn, gắn bó với từng người dân, từng ấp xóm. Từ đó lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời nắm bắt những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn đang ngày đêm gắn bó, đồng hành với công an chính quy bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều năm gắn bó với mảnh đất Cù Lao, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng công an chính quy đã không còn những bỡ ngỡ, khó khăn như những ngày đầu nhận nhiệm vụ tăng cường về cơ sở. Nắm vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thông thạo địa bàn, có được kết quả này, ngoài những nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ công an chính quy thì còn có sự đóng góp tích cực từ lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Lực lượng an ninh trật tự cơ sở trước đây là công an chính quy, công an xã bán chuyên trách chuyển sang, cho nên là các đồng chí này đã được là đào tạo rồi tập huấn cái nghiệp vụ công an, nên là trong quá trình thực hiện gặp rất là nhiều thuận lợi. Cái thứ hai là những đồng chí này đã từng là công an bán chính quy, cho nên là có nhiệt huyết, yêu ngành, yêu nghề. Cái thứ ba nữa thì các đồng chí này hỗ trợ tích cực trong cái vai trò đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2022, công an xã Mỹ Hòa Hưng đã triệt xóa 25 điểm đánh bạc liên quan 119 đối tượng. Qua đó đã khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng, xử phạt hành chính 20 điểm liên quan 64 đối tượng. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự của xã Cù Lao, Mỹ Hòa Hưng. Yêu ngành, yêu nghề, tự hào khi mình là một người bảo vệ dân phố. 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Ống, Phó Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã quá quen thuộc với người dân địa phương. Hiểu rõ, gần gũi sâu sát với người dân, từ đó ông Ống đã kịp thời thông tin đến lực lượng công an tình hình an ninh trật tự tại địa phương để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn. Ngoài ra, ông cùng 44 thành viên của Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã làm tốt công tác tuần tra, nhắc nhở các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, kịp thời phát hiện và giải tán các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Đối với cái lực lượng bảo vệ dân phố, đây là lực lượng cánh tay nối dài cho cái lực lượng công an thị trấn trong thời gian qua, tăng cường hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác giải quyết vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó nổi lên là cái vấn đề là thực hiện cái 2 dự án và cái đề án 06. Xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, phụ cấp còn nhiều hạn chế, tuy nhiên bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm,
lực lượng bảo vệ dân phố thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân vẫn đang ngày đêm gắn bó, đồng hành với công an chính quy với một mục tiêu chung là giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Là tại mê nghề, yêu xã hội, rồi trong đó vì đó mà chúng tôi tham gia vào bảo vệ dân phố, đó, vì bà con, vì là giữ gìn an ninh trật tự riêng cho bà con, rồi kể cả có gia đình. Tuy có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhưng trên thực tế, tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy, sự ra đời của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một bước đi quan trọng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Đây sẽ là nguồn động viên để lực lượng này duy trì và phát huy tốt hiệu quả hoạt động, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an. Cùng lực lượng công an đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, những ngày tháng 5 này, khắp cánh đồng ở các tỉnh miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được trải một màu vàng óng ả của những bông lúa chín. Lúa chín vàng chữ bông là thành quả của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sau tháng ngày vất vả. Và trên những cánh đồng lúa đã chín ngả màu vàng rực, các chiến sĩ công an không quản thời tiết nắng nóng gay gắt, xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa. Từ sáng sớm, các cán bộ chiến sĩ công an đã có mặt trên những cánh đồng lúa chín vàng để giúp người dân gặt lúa. Bất chấp thời tiết nắng nóng, không khí lao động và tinh thần làm việc hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an xã khiến cho niềm vui được mùa của người dân như được nhân lên. Với sự hỗ trợ của lực lượng công an, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều ruộng lúa của người dân đã được thu hoạch xong. Đặc biệt với những hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, những bao lúa được lực lượng công an đưa về tận nhà, một màu vàng no đủ